Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn cách làm món nộm hoa chuối trộn thịt gà thơm ngon đậm đà. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn đang muốn cải thiện khả năng nấu ăn trong thời gian ngắn thì hãy thử tìm hiểu về khóa học nấu ăn ngon online ở đường link tại mô tả của video này xem sao nhé. Hoa chuối hay còn gọi là bắp chuối, nó giòn giòn được trộn cùng với thịt gà và đậu phộng bùi bùi dùng làm món ăn chống ngấy lại thêm phần đưa đầy trong bữa cơm, thành phần, khẩu phần. Hai người, bắp chuối một bắp thịt gà 400 g muối một phần hai muỗng cà phê, đường trắng hai muỗng canh. Giấm hai muỗng cà phê, chanh một phần hai trái, nước mắm hai muỗng canh, đậu phộng 10 g húng quế, hướng dẫn thực hiện. Một thịt gà rửa sạch cho vào nồi, thêm nước lạnh và nửa muỗng cà phê muối, đun sôi khoảng 15 đến 20 phút thì tắt bếp. Đẩy kín nắp nồi để thịt gà tiếp tục chín. 2. Bắp chuối tách bỏ bớt phần giả, cắt mỏng. Ngâm bắp chuối vào âu nước lạnh có pha một ít giấm hoặc chanh để bắp chuối không bị thâm đen. Húng quế rửa sạch cắt nhỏ. 3. Hòa tan 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh nước mắm trong chén. Hòa cho đường tan, trộn tỏi, ớt và vắt vào vài giọt chanh hoặc giấm. Đậu phộng rang chín. Giã thô, 4, thịt gà dùng tay sạch xé nhỏ, trộn bắp chuối, thịt gà thêm chén nước mắm vào âu sạch nêm nếm lại tùy theo khẩu vị, năm khi dùng gắp bắp chuối, thịt gà ra đĩa, bên trên rắc đậu phộng rang và rau húng quế lên bề mặt. Có thể dùng kèm với cơm hoặc bánh phồng tôm.